Tập đoàn quốc tế Unilever thông báo họ đã thu hồi một số loại dầu gội khô vì chúng có thể chứa nồng độ benzen cao trong thử nghiệm. Hóa chất này được sử dụng trong một số sản phẩm mang nhiều thương hiệu, trong đó nổi tiếng nhất là Dove và Tresemme. Ngoài ra còn có Nexus, Suave và TV. Tập đoàn này cũng khuyến cáo bất kỳ ai đã lỡ mua sản phẩm dầu gội khô dạng xịt được thu hồi nên truy cập unileverecon.com để yêu cầu hoàn trả. Benzen là một chất gây ung thư ở người, có thể gây ra bệnh bạch cầu, ung thư tủy và các rối loạn về máu đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, việc tiếp xúc hàng ngày với benzen trong các sản phẩm bị thu hồi ở mức được phát hiện trong thử nghiệm sẽ không gây ra hậu quả bất lợi cho sức khỏe, Unilever trấn an trong thông báo thu hồi. Đây không phải là vụ thu hồi liên quan đến benzen duy nhất của Unilever trong những tháng gần đây. Tập đoàn sản xuất nhiều sản phẩm làm đẹp và thực phẩm đã thu hồi hai mặt hàng khử mùi, ngăn mồ hôi nhãn hiệu Suave vào tháng 3 sau khi phát hiện thấy benzen trong các mẫu trong một cuộc kiểm tra nội bộ. Benzen được tìm thấy trong cả xăng và khói thuốc lá. Mọi người cũng có thể hấp thụ hóa chất khi chạm vào các sản phẩm dầu mỏ hoặc ăn thức ăn và đồ uống bị ô nhiễm.